ngắm trọn biển Hồ Cốc từ đỉnh Tâm Bồ. Ngoài các bãi tắm, resort nổi tiếng, Hồ Cốc còn có đỉnh núi ẩn mình giữa rừng xanh, nơi ngắm trọn eo biển mà ít người biết. Nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên BTTN, Bình Châu, Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đỉnh Tâm Bồ với độ cao 114m ẩn mình giữa cánh rừng nguyên sinh ít ai biết đến. Nơi đây sở hữu tầm nhìn trải dài từ bờ biển Hồ Cốc đến Hồ Tràm. Để tránh lạc đường, du khách chinh phục đỉnh Tâm Bồ thường chọn tận hưởng cảnh bình minh rực rỡ trên bãi biển Hồ Cốc bên cạnh, chờ khi trời sáng hẳn mới bắt đầu hành trình leo núi. Du khách có thể chọn nhiều cung đường khác nhau để chinh phục đỉnh Tâm Bồ. Cung trekking dài nhất khoảng 10 km với hành trình đi xuyên qua cánh rừng nguyên sinh. Để đảm bảo an toàn, tránh lạc đường, khách tham quan buộc phải đi cùng hướng dẫn viên của khu BTTN khi khám phá cung này. Với cung 3 km, du khách có thể tự đi theo các dấu hiệu đã được đánh dấu sẵn trong rừng. Lần theo những con đường mòn nhỏ giữa rừng già, du khách có cơ hội quan sát và nhìn ngắm thảm thực vật nguyên sinh phong phú, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ. Đây là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam với 113 họ, 408 chi, 661 loài, trong đó có nhiều loài cây rất quý hiếm như cẩm lai Bà Rịa, gõ mật, gõ đỏ, cơ ni, giáng hương, sơn đào. Hành trình chinh phục đỉnh Hòn Bồ được nhiều du khách đánh giá là khá nhẹ nhàng với quãng đường từ chân núi đến đỉnh tầm 1,5 km, phù hợp cho các bạn 5 tuổi trở lên, yêu thích các hoạt động thể thao. Tại đây các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về nhiều loại động vật, thực vật trong rừng như các loại nấm rừng, quả dại, côn trùng. Càng lên cao địa hình càng dốc, du khách phải vượt qua những mỏm đá cao, len lỏi giữa rừng trúc. Để đảm bảo an toàn, tránh bị côn trùng đốt, mọi người nên trang bị quần áo dài tay, giày thể thao, gậy leo núi, thuốc chống muỗi. Sau khoảng 1 giờ di chuyển, cảnh rừng và biển hiện ra trước mắt du khách. Những bãi cát trắng, cánh rừng xanh trải dài vô tận để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách khi lần đầu đặt chân đến đây. Thảo Tiên, sống tại Bà Rịa, Vũng Tàu, chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nhưng trước đó chưa bao giờ nghe đến đỉnh Tâm Bồ. Cảnh vật ở đây thật sự rất đẹp, tôi cảm thấy tự hào về quê hương và muốn giới thiệu cho nhiều người biết đến hơn nữa." Ngoài các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng, du khách đến với Xuyên Mộc có thể chọn cho mình những hoạt động vui chơi trong khu BTTN Bình Châu, Phước Bửu phù hợp nhiều độ tuổi như tham quan vườn sưu tập cây gỗ rừng, các tuyến du lịch sinh thái rừng, các trò chơi team building, cắm trại. Để tham quan khu BTTN Bình Châu, Phước Bửu và chinh phục đỉnh Tâm Bồ, du khách phải liên hệ mua vé với giá từ 20.000, 50.000 đồng, người tùy vào hoạt động tham quan. Nơi đây còn thường xuyên tổ chức các chương trình giáo dục về rừng và kỹ năng đi rừng cho các em học sinh trong mùa hè.